Xin chào bạn, tôi Tú Phan đang dẫn bạn trên trang web là phankimtu.com. Thì video này như tôi đã hứa, tôi sẽ hướng dẫn bạn cái phần content nha bạn. Cái thẻ content như đây nào. Thì cái này nó quan trọng, nó hay lắm bạn. Khi mà bạn thực hiện cái việc mà gắn xương á, gắn xương bằng phương pháp mà thủ công á, gắn xương bằng John Tool á, đây nào, bằng John Tool á, bằng cái công cụ John Tool tự vẽ nè, thì nó cũng tương đối là dễ thôi. Thì bạn sẽ nhìn cái phần lý thuyết mà tôi tự thống kê nè. Đây, đây là bạn nhìn trên màn hình nè, thì nó sẽ có nhiều loại lắm, mà tôi sẽ chia ra từng từng nhóm có mối hệ gì cho bạn dễ nhìn ha bạn. Thứ nhất là ràng buộc BSR với parent nè. Thật ra những cái này là nó thay đổi về vị trí thôi. BSR là bạn biết rồi, B là vị trí, S là scale là tỷ lệ, còn R là rotate là xoay. Nó thì này ràng buộc về ba cái vị trí, tỷ lệ, xoay. Còn cái parent này cũng tương tự như cái trên thôi bạn, đều ràng buộc về cái vị trí. Thì thường cái BSR này chúng ta ràng buộc về vị trí, tỷ lệ, xoay với mục tiêu. Trong đây bạn sẽ thấy có từ là lúc nào cũng vậy, sẽ có từ target đó, là mục tiêu, rồi có nghĩa là nó chuyển động, nó sẽ ràng buộc với cái mục tiêu đó. Thì cái này người ta thường hay ràng buộc cái control. Bạn nào xem tới video này chắc cũng đã biết rồi, ta làm rất là nhiều rồi, là người ta thường hay làm cái điểm control đó, để nó điều khiển cái xương bụng, xương ngực, xương đầu, xương cổ đó bạn. Đây ta xoay hướng nào thì cái điểm control xoay hướng nào thì cái xương nó xoay hướng đó. Còn cái parent đó thì cũng tương tự vậy, nó ràng buộc vị trí, cũng có xoay luôn, nó cũng có tỷ lệ luôn, mà thường chúng ta sẽ dùng cho cái vũ khí hơn. Nghĩa là giả sử như cái tay ta thì bạn gắn cái nhân vật đó sẽ cầm cái kiếm hay là cái khiên hay gì đó. Nó thật ra nó cũng có cái nếu nói về cái parent nè, thật ra nó cũng có cái cách không cần thiết phải sử dụng cái constraint parent này, là bạn cũng có thể là cho cái vũ khí, giả sử như cây kiếm ha, bạn cho cái cây kiếm đó là một cái lớp da, bạn liên kết với xương, bạn liên kết bằng cái đối tượng tên là skin với quay bạn. Nghĩa là ta tưởng tượng như đó là một cái lớp da chứ không phải là một cái vũ khí. Còn đó là một cách ha, còn cái cách bạn có thể sử dụng cái constraint repair này. Nói chung là có hai cách. Đối với cái vũ khí gắn với cái tay thì nó sẽ có hai cách ha. Rồi tôi sẽ làm thử cho bạn xem nè. Ví dụ như cái BSR đi, thì tôi demo thử một cái bình thường thôi. Bạn sẽ thấy là ví dụ như chúng ta có, sẽ tôi có cái khối hộp này ha. Bình thường tôi sẽ hay lấy cái khối hộp này. Rồi với một cái gì đó, một cái hình nón đi ha, cho nó có cái điểm nhọn cho bạn thấy được là cái hướng xoay của nó. Rồi sẽ tôi lo cái này lên trên đây ha, lên trên đây đi, đâu đó trên cao như nè. Rồi giờ các bạn sẽ thấy là tôi thêm một cái màu đó cho bạn dễ thấy ha. Rồi bạn đợi tôi tí, tôi làm nhanh thôi. Như thế này. Rồi ok ha. Rồi bạn sẽ thấy là trên màn hình chúng ta là sẽ có hai cái màu đỏ với cái màu xanh lá cây. Thì cái bây giờ chúng ta cho cái màu xanh lá cây là cái mục tiêu chúng ta, là cái target hay là gọi là cái điểm điều khiển đó, màu xanh lá cây. Giờ chúng ta muốn cái màu đỏ nó, thì bạn sẽ click vô cái màu đỏ, click vô cái hình nón màu đỏ nè, bạn click chuột phải nó, thì bạn chọn cho tôi cái rigging constraint nè, cái thẻ constraint. Thì tôi thường hay chọn đây lắm, chứ còn không thì bạn làm cái cách khác là bạn chọn hai cái này. Rồi cái đầu tiên là nằm trên cái này giữ sự ship, chọn hai cái đó, bạn vô cái tractor chọn constraint. Thì quý phải chọn hai đối tượng cùng lúc thì cái chỗ này nó mới sáng lên ha. Thì thật ra cái nhóm đó thật ra nó là những cái này nè bạn, nó bạn thấy nhiều, thật ra nó chỉ là trùng lập đây thôi. Ok ha, chỉ là trùng lập lại cô những cái ông này thôi đó. Rồi nhưng mà nên ta sẽ thử chọn ở đây cho nó quen, cho nó dễ hơn. Rồi ta chọn cái màu đỏ hay lít chuột phải đây, chọn cái rigging cái thẻ constraint đây. Ok, rồi. Thì cái thẻ constraint nó sẽ tùy theo cái mục đích sử dụng của nó, cái tính năng của nó mà nó sẽ có cái hình dạng khác nhau bạn, hình dạng khác nhau. Rồi bạn thấy là nó sẽ phân loại nè bạn. Nhìn cái nè, nó phân loại đúng như cái mà tôi đã vừa thống kê cho bạn xem nè, đúng không? BR nè, parent, up, arm, rồi claim, swing, rồi mirror nè, nó theo cái nhóm này. Ok ha. Thì đầu tiên tôi nói về cái BR nè. BR thì bạn làm các video trước về gắn xương thì cũng rất là rành rồi, nhưng mà tôi nhắc sơ lại. Thì bạn phải click vô đây thì nó mới hiện ra cái thuộc tính cái tab cái bên là BR nè đó. Rồi cái mặc định cái chỗ target là cái mục tiêu, là cái điểm điều khiển á, như tao nói bạn á, là nó đang bỏ trống nè. Thì bạn lo vô, bạn lo cái điểm điều khiển mà bạn cần điều khiển á, lo vô đây. Ví dụ như tao lo cái màu xanh lá cây hay có hợp vô đây nè. Rồi tao lo vô nè, cái cướp nè, tao lo vô đây đó. Thì bây giờ cái màu xanh lá cây á bạn, nó đang là cái mục tiêu, mà do hai cái đang ràng buộc với vị trí nhau nên hai cái nó trùng vị trí nhau luôn. Tự động cái màu đỏ nó sẽ chạy đúng cái vị trí của màu xanh lá cây, mà thấy chưa, nó trùng nhau luôn nè. Ok ha. Rồi giờ chúng ta sẽ kiểm tra một số cái thứ nè. Do hai cái nó đang ràng buộc về B nè vị trí nên hai cái nó trùng vị trí nhau luôn rồi.
ha, chọn vị trí nha luôn. Ví dụ như tôi chọn cái này đang trùng vị trí nhau bạn. Rồi thật ra nếu bạn không muốn nó hai cái nó trùng vị trí nhau mà nó đang ở vị trí gốc luôn á, thì bạn sử dụng cái tính năng này giữ nguyên cái vị trí gốc này lúc dưới đây đó. Thì cái màu đỏ nó sẽ đúng ở đúng cái vị trí ban đầu nó luôn. Nhưng mà thường á, thường là do chúng ta thực hiện cái việc gắn xương á, thì chúng ta làm cho hai cái nó cùng vị trí nhau rồi, cái xương với cái target các bạn, cái màu xanh lá cây này nó đã trùng với nhau rồi, nên khi bạn vừa lôi nhau á, khi bạn vừa lôi cái target vào đây nè, thì hai cái nó không có thay đổi vị trí gì hết. Thật ra nó đã có thay đổi bạn, nhưng mà tại do nó trùng vị trí nhau nó, nhưng bình thường mặc định của phần mềm là nó không có đánh dấu check nào đâu, thì hai cái này nó sẽ tự động trùng với nhau như vậy. Thì khi trùng nhau thì bạn di chuyển, thì chỉ cần di chuyển cái target thôi bạn, là cái màu xanh lá cây, thì tự động cái đỏ nó sẽ di chuyển theo, thấy chưa. Đó, bạn muốn nhìn cho rõ thì giả sử tôi đánh dấu check vào đây ha, đánh dấu check vào đây, nó dấu check này cho chúng ta biết là hai đối tượng nó sẽ đúng ở đúng cái vị trí gốc ban đầu. Rồi, thì khi đã đúng cái vị trí gốc ban đầu á, tôi di chuyển cái target tên là màu xanh lá cây nè, thấy chưa? Di chuyển theo tất cả ba hướng, hướng nào cũng được, thì cái màu đỏ nó sẽ tự động di chuyển theo. Ok ha. Rồi, tại vì nó ràng buộc về cái chữ B là bạn là vị trí. Còn rồi chữ R là rotate, rotate là xoay bạn. Giờ tôi sẽ chọn cái màu xanh lá cây, tôi xoay thử nè. Thấy chưa? Thì nó sẽ xoay theo đúng luôn, theo đúng cái hướng nội x, y, z luôn, thấy chưa? Rồi, với lại một điều lưu ý là khi tôi xoay theo cái BR này thì cái đối tượng ta sẽ xoay tại tâm của mỗi đối tượng. Nghĩa là tội tâm của mỗi cái đối tượng nó sẽ xoay theo tâm của nó. Để chút của tôi chỉ bạn có một cái trường hợp khác là khi bạn dùng sử dụng cái constraint background nè bạn, thì cái tâm nó sẽ là khác ha. Cho kỹ nhớ cho kỹ. Rồi. Thì bạn sẽ thấy khi tôi xoay nè thì mặc định cái tâm của màu đỏ là của màu đỏ, màu xanh là của màu xanh. Nè, cái tâm xoay của mỗi cái á, thấy chưa? Nó không có lẫn lộn với nhau. Rồi, của ai thì tự xoay theo tâm của chúng ta, của mỗi đó. Rồi, tiếp theo thì bạn những đây là những cái nâng cao tôi nói thêm thôi. Cái offset có nghĩa là cái khoảng cách đó, mặc định nó đang là bằng không nè. Đó, tất cả tham số đều bằng không. Nếu bạn ban đầu nếu bạn không muốn nó bằng không á, thì bạn chọn những cái này đi. Ví dụ tôi cho cái chữ B nè bạn, cho nó có thay đổi vị trí so với ban đầu, thì bạn thay đổi thì bạn thấy cái màu đỏ nó thay đổi chưa? Đó. Tôi lấy ví dụ ha, giả sử như ban đầu mặc định của phần mềm nó là không có đánh dấu check ở đây, thì hai cái khi bạn vừa ràng buộc tự động nó sẽ trùng vị trí nhau, mà bạn muốn cho hai cái này nó có cái khoảng cách với nhau ở vị trí nào bạn muốn thì bạn nhập cái tọa độ vô đây là x, y, z nè. Nó muốn nhập cái tọa độ gì đó tùy bạn, x nè, y nè, nó hay là z, nó tùy theo bạn thôi, thấy chưa. Để chúng ta ra được cái vị trí mà xác định cái vị trí ban đầu, offset thì gọi là cái khoảng cách giữa hai cái. Đó là về cái vị trí tỷ lệ xoay. Nếu bạn muốn bằng mặc định ban đầu của cái đối tượng màu đỏ nó xoay theo hướng nào thì bạn chỉnh luôn, thấy chưa. Nó bạn chỉnh để bạn gán như là cái giá trị mặc định ban đầu. Rồi sau đó khi sau này cái đối tượng ta muốn xoay gì thì nó sẽ xoay theo. Vô ta chọn màu xanh lá cây nè, target màu xanh lá cây ta xoay, thấy chưa. Ok ha, hình dung được ha. Rồi ta sẽ chọn lại, ta cho nó bằng không đi. Đây là những cái phần nâng cao bạn ha, nâng cao về cái phần ràng buộc. Các video trước tôi chưa nói nên vì rồi tôi sẽ nói kỹ một tí. Rồi ok, xong cái phần offset ha. Offset là cái định lại cái khoảng cách vị trí ban đầu thôi. Còn change này là gì bạn, mặc định của phần mềm là khi chúng ta chọn cái chữ B thì tự động nó sẽ chọn chúng ta thay đổi vị trí theo cả ba trục x, y, z luôn, hoặc là cái chữ S hay là cái chữ R đó thì nó sẽ mặc định là chúng ta sẽ ràng buộc đúng ba trục luôn bằng x, y hoặc z luôn. Còn ví dụ như bạn chỉ muốn nó ràng buộc theo một cái nào đó thôi thì bạn bỏ nó vô check đây. Ví dụ như ha, ví dụ như tôi giả sử nè, thì tôi muốn hai cái này nó chỉ ràng buộc theo đúng trục x thôi, còn cái y với z á thì nó không có ràng buộc. Nghĩa là giả sử tôi chọn cái hộp nè, tôi cho nó di chuyển theo trục x thì hai cái nó sẽ di chuyển theo nè, chỉ duy nhất là trục x thôi, tại vì nãy trục y trục z tôi bỏ rồi. Giờ tôi sẽ làm thử, tôi thay đổi cái trục z thử nha, trục y thử nha, coi có gì thay đổi không, bạn thấy như gì, thấy chưa. Do cái trục y với trục z á, tôi đã bỏ cái đánh dấu check rồi, bỏ cái ràng buộc nè, nó thì hai cái đối tượng này nó không có ràng buộc nhau theo cái vị trí theo cái trục y trục z nữa, mà chỉ ràng buộc đúng theo trục x thôi. Ok ha, thì tao nói nâng cao thôi, còn mặc định của phần mềm thì nó đã check cho chúng ta hết rồi. Đó là những cái tính năng chuyên sâu của này. Rồi trong trường hợp này á, là cái mục tiêu chúng ta là chỉ có một cái khối hợp thôi, bạn có thể là làm thêm một số cái mục tiêu khác nữa, bạn có thể là tạo ra một cái hình gì đó, bạn tạo ra một cái mục tiêu khác để sử dụng cái khối cầu đi. Ok ha, cái khối cầu. Rồi trong cái constraint nè, hiện tại nó chỉ có một cái dòng mục tiêu thôi, không một cái dòng target thôi, thì bạn lít thể lít vô chữ S này, lít thử à. Đó thì nó sẽ sinh ta ra thêm một cái mục tiêu nữa, thì bạn có thể lo cái quả cầu này vô đây, cái quả cầu này lo vô đây nó,
Thì bây giờ mục tiêu nó là ngoại trừ cái màu xanh lá cây rồi, còn thêm xin thêm cái quả cầu màu đen này nữa đó. Thì giả sử như cái quả cầu là tôi di chuyển ha, đó. Thì nó sẽ di chuyển theo, nghĩa là mục tiêu nó sẽ có nhiều đó. Mục tiêu bạn hãy thêm rất là nhiều thêm mục tiêu nữa. Còn bạn muốn xóa mục tiêu thì nhấn remove. Và tương ứng với mỗi mục tiêu mới, chúng ta sẽ có kiểu BSR, chúng ta muốn nó liên kết với cái nào thì bạn nên nhấn check vô đó. Các bạn thí dụ như tôi muốn cái quả cầu nè thì nó chỉ là liên kết cái phần rotate thôi, còn cái thay đổi vị trí thì nó không có liên kết đó. Bỏ cái chữ B nè, nó chỉ muốn đúng cái ràng buộc về cái chữ R thôi, là xoay. Khi nào nó xoay tôi chữ R nó xoay thì cái màu đỏ mới xoay theo, là cái màu đỏ mới xoay theo, thấy chưa? Nên là tôi làm là giả sử như cái màu xanh lá cây thì nó sẽ là ràng buộc, với màu đỏ là cái chữ B vị trí thôi, còn cái quả cầu mới là ràng buộc về rotate nó. Thì tôi muốn là giống như tôi chỉ muốn cái này là di chuyển thì là di chuyển theo, còn cái quả cầu này khi nào nó xoay thì cái này nó mới xoay theo đó. Ok ha, rồi hướng dẫn rất là kỹ, tại vì đây là cái đầu tiên. Thì những cái sau á bạn, những cái nào, những cái phần, những cái còn lại của cái content á, nó hoàn toàn tương tự thôi, nó chỉ khác tính năng thôi, còn cái thao tác là hoàn toàn tương tự. Hay thao tác những cái thuộc tính nè, ba cái thuộc tính này, một cái là offset là vị trí ban đầu, cái content là chọn ràng buộc theo XYZ, cái thứ ba là cái target là cái mục tiêu. Ok ha, rồi sao bạn hiểu rất rõ rồi á, thì tôi sẽ demo bạn thử một cái file cái xương bạn, demo bạn một cái xương ha. Sẽ như tôi chọn thử vẽ một cái xương nhanh nhanh cho bạn xem, tôi sẽ nhìn thử cái trục nào cũng được. Tôi có một cái xương từ từ tâm các bạn, từ tâm acid nè, từ tâm lên nè. Rồi vô tôi có một cái xương giữ control lít vô đây, lít một cái đỉnh đầu đó. Tôi có một cái xương như này, rồi thẳng đứng lên hai zone thành một cái xương. Tôi ví dụ như đây là cái xương bụng hay xương ngực hay xương đầu xương cổ đó, nói chung là xương đó thì nó sẽ có đường thẳng lên. Rồi chúng ta sẽ tạo ra một cái gì bạn, chúng ta sẽ tạo ra một cái điểm điều khiển các bạn. Tôi ví dụ ha, tạo ra một cái điểm điều khiển, thì đã tạo ra cái điểm điều khiển đó thì bạn có thể là điều khiển nó là cái điểm khiển điểm này nè bạn. Thì chúng ta chọn cái điểm đó, rồi chọn cái điểm này, rồi xanh đó bạn, rồi xanh đó bạn, để cho cái nôn chúng ta cùng với vị trí này á, thì bạn chọn cái son xương này, chọn cái zone này đó, rồi sau đó bạn lít vô trong cái nôn nè, cho cái nôn này á, làm gì bạn, cái nôn này làm con của cái này các bạn. Ví dụ như trường hợp mà nó không ở ngay cái vị trí tâm á, nó đang ở một vị trí bất kỳ. Tôi lấy ví dụ một cái trường hợp đặc biệt để cho bạn thấy. Giả sử như tôi cho di chuyển nguyên cái này lên trên cao đi, cho nó không ở vị trí hệ trục độ bằng không, nó cho nó khó. Rồi thì tôi muốn cái nôn ta sắp tạo nó trùng với cái vị trí zone dưới đây nè bạn, trùng với vị trí zone ở đây nó. Thì làm sao bạn, thì ta sẽ chọn cái xương này, sau đó bạn chọn cái nôn này nè, bạn sẽ giữ phím phím on làm cha, phím shift làm con, tôi giữ phím shift ha nó, thì nó sẽ tạo ra được một cái điểm điều khiển của cái zone này, và nó đang ở trùng với cái vị trí của xương này luôn. Không tin thì tôi lít cho chọn thử nè, thấy chưa, đang ở trùng vị trí luôn. Đó là một cái mẹo để chúng ta làm cho nhanh các bạn, tạo ra điểm control cho nó cùng vị trí của xương cho nhanh, là cho làm đối tượng con của cái zone này, giữ phím shift đích vô đối tượng đó. Rồi sau đó cái nôn đó mặc định nó đang là một cái điểm chấm thôi, thì bạn hãy chọn cái nôn là bạn cho nó một cái hình gì đó. Tôi thường nếu như mà ở cái khớp bụng, khớp ngực, khớp xương, khớp cổ, khớp đầu á là cái khớp xoay tròn, nên tôi sẽ thường là chọn nó là cái circle, là vòng tròn đó. Rồi ta sẽ tăng cái bán kính là bạn, ví dụ như bạn sẽ thấy là cái bán kính hơi nhỏ, tôi sẽ tăng lên khoảng 50 đi. Rồi 50 hơi nhỏ bạn, tôi tăng lên 100 đi. Tôi đang làm demo bạn nên tôi cho to to bạn dễ thấy. Rồi mặc định nó đang hướng theo cái hướng camera của ta đây nè, mặc định. Thì tôi sẽ cho nó hướng theo hướng trục nào đó, cho nó nằm ngang trục Z nè. Ok ha. Trục Z cho nó nằm ngang. Đó, thường là cái xương 100 hơi nhỏ bạn, tôi cho nó là 200 đi. Rồi. Đó thấy chưa? Giờ tôi sẽ sử tôi muốn cho nó xoay cái xương. Thì cái xương bụng á, thì bụng cổ đầu ngực á, thì chúng ta chỉ thay đổi cái vị trí là xoay thôi. Ngực cổ đầu thì chỉ có cái xoay thôi bạn, còn lưu ý có cái chỗ xương hông á thì nó sẽ có thêm cái phần thay đổi vị trí nữa. Rồi thí dụ như tôi cho nó hai cái này nó ràng buộc với nhau các bạn. Tôi sau khi tôi được cái điểm vị trí rồi, tôi lo cái điểm này ra ngoài cho tôi dễ quản lý. Tôi lo xuống dưới đây đi ha. Rồi. Lo xuống dưới đây là cái điểm này tôi sẽ đặt tên là cái điểm control. Thường á, thường là nó sẽ đặt tên theo cái xương, ví dụ như là cái xương chậu, xương gì đó. Nhưng đây là cái điểm điều khiển, thường ta đã đặt cái điểm control cho dễ nhớ. Rồi. Sau đó tôi sẽ thực hiện cái việc content cho bạn xem nè. Chọn cái xương mà chúng ta cần liên kết. Lưu ý ha, cái zone ở trong đây chúng ta chính là cái điểm tròn tròn á, chứ không phải là cái thanh dài dài đó ha. Lưu ý điểm tròn tròn màu vàng nè. Rồi, chúng ta sẽ chọn cái zone ở bên dưới đây. Sau đó lít chuột phải. Zone bên dưới nè bạn. Lít chuột phải, chọn cái content chúng ta mới vừa học. Gắn xương content đây. Rồi,
Cái content này chúng ta sẽ phân loại là, chúng ta mới vừa học luôn, là phân loại là BR nha. BR. Cái đầu tiên đó, tôi hướng dẫn các bạn cái kỹ từ từ ha, những cái sao tôi sẽ lướt nhanh qua. Rồi cái BR này như tôi nói các bạn là mặc định thì chúng ta không nên làm gì đó bạn. Mặc định chúng ta cứ ẩn những cái này đi. Chúng ta chỉ sử dụng cái target mục tiêu thôi. Rồi chúng ta sẽ liên kết cái gì với cái gì bạn? Bạn lôi cái control nè, lôi cái mục tiêu nó vô cái target đây. Xong. Trường hợp bạn lôi sai thì bạn click vô cái dấu này nè, bạn sổ ra nhấn cái chữ clear là xóa ha, clear là xóa. Rồi thì bây giờ nó đã liên kết đó. Thì nếu ban đầu cái control này bạn nó không nằm ngay chân đúng vị trí này, nằm ở vị trí khác á, thì tự động cái phần mềm nó cũng sẽ cho cái này nó chạy vô đây à. Tại vì nãy chúng ta vừa học rồi. Tự động nó sẽ cho tự động vị trí á, thông tin thì tôi sẽ cho bạn xem nè. Ví dụ như giờ tôi sẽ chưa liên kết ha. Chưa liên kết là tôi lôi thử cái control này ở một cái vị trí thấp dưới đây đi, ví dụ vậy. Rồi tôi sẽ bật lên BR, rồi tôi sẽ lôi cái target này vô đây, bạn như thế nè. Thấy chưa? Ý, nó hiểu cái điểm control là cái điểm gốc mà. Nó hiểu cái điểm control là điểm gốc thì không nên làm gì ha. Cái thường ta vẽ là cái xương ta đã đúng rồi, còn cái điểm control là cái điểm mà ta cần phải chỉnh ra thôi. Nên ta không nên làm vậy. Rồi. Nên ta phải định cái vị trí hai cái cho nó trùng với nhau trước rồi chúng ta mới ràng buộc lại nhau. Rồi quay lại cái vấn đề đó. Sau khi chúng ta lôi cái control này rồi á, thì ta sẽ thử cho bạn xem là nó đang ràng buộc về cái vị trí với cái rotate ha. Thì ta sẽ chọn điểm control, rồi ta sẽ di chuyển thử nè. Tôi đang chọn điểm control bạn ha, cái vòng tròn màu trắng nè. Đó, thì tôi di chuyển thì cái zone ta, cái xương tự động sẽ di chuyển theo. Thấy dễ chưa? Còn khi tôi rotate, tôi xoay thì sao bạn? Thì nó cũng sẽ xoay theo, tại vì tôi đã ràng buộc cái rotate rồi, ràng buộc cái chữ R rồi. Đó. Thấy chưa? Chỉ có cái là chữ S nè, là scale tỷ lệ lớn nhỏ ta không có ràng buộc thôi. Xương thì đâu có tự động tăng giảm được, nó chỉ thay đổi vị trí với xoay thôi. Đó. Ok ha, hình dung được ha. Là tại vì đây là cái thường sử dụng nhất của cái việc mà gắn xương á, liên kết xương với da, liên kết là xin lỗi liên kết xương với cái điểm control là cái thẻ này, thẻ B control nhưng mà thẻ về BSR. Rồi, còn một cái control nữa là IK. Thì cái IK thực chất là tôi hướng dẫn các video trước rồi nên tôi không nhắc lại nữa. Tạo ra cái điểm control giữa IK bạn. Thường ta sử dụng bởi cái gì bạn? Thường sử dụng cho cái cổ tay ha. Như là cái điểm bắt đầu của IK là cái vai và cái điểm kết thúc là cái cổ tay. Đó, tôi chỉ nhắc sơ là bạn nhớ rồi đúng không? Rồi. Là cái điểm gon đó. Và tiếp theo tới gì nữa? Do cái video này á là cái BR là bạn nó trùng với cái nó tương tự với cái parent nên tôi hướng dẫn luôn ha. Cái parent á thì thường á bạn làm gắn với vũ khí bạn, ví dụ như tay chân hay một cái phụ kiện nào đó nó dính liền với cái vị trí xương đó. Ví dụ như là cái kiếm hay là cái khiên dính liền với cái bàn tay, hay là một cái ví dụ như cái bộ tóc hay là có cái nơ cài hay gì đó thì chúng ta sẽ dính liền với cái xương ngay trên cái đầu. Nói chung là nó dính liền với cái xương ở vị trí đó thì bạn có thể sử dụng cái parent. Thật ra thì bạn hãy sử dụng đúng cái BR cũng được, nhưng mà tại vì không biết nó làm thêm cái parent chơi chơi cho chúng ta gì đó, tính năng thì tương tự thôi. Rồi tôi ví dụ các bạn nè, giả sử như tôi có được cái rồi tôi ví dụ các bạn, tôi ví dụ như đây tôi có được cái này là cái control là điều khiển cái cổ tay ta ha. Nè, đây là cái cổ tay, ví dụ như đây là cái cổ tay đi, cái control là điều khiển cái cổ tay. Cái này đánh tiếng Việt được luôn các bạn, đánh tiếng Việt hoàn toàn ok hết. Ok, như đây là điều khiển cái cổ tay nè, còn đây là cái xương cổ tay, tôi ví dụ ha. Rồi còn đây là cái chỗ mà ngón tay hay gì đó, ta điều khiển ta làm xong cái ngón tay rồi bạn. Rồi ví dụ tôi ghi cái chỗ này cái ngón tay đi, ta lấy ví dụ nha. Rồi thì cái điểm này là điểm cổ tay, còn điểm trên đây là điểm ngón tay nè, ngón tay thì ta muốn cái vũ khí nó dính liền với chỗ ngón tay này. Ta lấy ví dụ ha, dù tôi có vũ khí là một thanh kiếm gì đó bạn, dù tôi có một cái thanh kiếm dài gì đấy ha, đâu rồi đây. Rồi thanh kiếm giả sử như tôi đang để cái phương ngang đi bạn, tại vì nó tôi sẽ shift R cho nó xoay 90 độ. Rồi tôi ví dụ ha. Rồi tôi ví dụ giả sử như đây là cái thanh kiếm, tôi muốn dính với đỡ cái đầu của cái ngón tay này thì làm sao bạn? Tôi ví dụ mà, tôi ví dụ thôi ha. Rồi thì muốn cái thanh kiếm này nó dính như đây á thì tôi nói bạn rồi, chúng ta sẽ có hai cách. Một là cái cách mà những bạn anh chị trước người ta làm cái cách thủ công á, là giả sử như cái thanh kiếm này nè, nó là một cái lớp da thì chúng ta liên kết với cái xương mà. Liên kết với xương thì bạn học rồi, ta đã hướng dẫn các bạn cái cách gắn xương thủ công rồi. Chọn xương với những cái lớp da đó rồi bạn chọn cái phần padding nè. Đây là cái padding nè. Ta chưa chọn nó đang ẩn, tôi ví dụ ha, dù chọn ngón tay nè, chọn với cái xương này. Với cái lớp da này, lớp da là thanh kiếm với cái ngón tay bạn cho trái tơ bạn vô cái padding. Tôi ví dụ đó ha. Rồi, đó là cái cách mà những anh chị khác người ta thường hay làm cái thủ công là gì? Là liên kết xương với da rồi sau đó là kiểm tra cái quay lại. Còn cái cách này là chúng ta làm
là bằng cái constraint. Là cách thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng cái constraint parent. Bạn sử dụng cái constraint base rồi cũng được, nhưng mà tôi đang hướng dẫn bạn cái constraint parent rồi để nó liên kết cho bạn. Thì liên kết cha con ha. Thì bây giờ làm sao? Thì cái điểm này giả sử giờ tôi thêm một cái control luôn đi bạn, thêm một cái control ha. Đầu tiên tôi chọn cái ngón tay nè, thêm một cái điểm control nó là cái nôn này. Tôi giữ phím shift cái gì đây cho là con của cái này ha, con cái này. Rồi cái này tôi sẽ giữ, tôi đặt tên là ngón tay đi. Tôi sẽ tôi thêm một cái điểm control ngón tay nha. Thì cái này nó sẽ xoay cái điều khiển cái ngón tay này. Không cần thiết, không cần thiết bạn, không cần thiết đâu. Tại vì chúng ta xoay bên dưới thì do chúng ta chỉ có hai khớp, chúng ta xoay khớp dưới thì khớp trên nó sẽ thay đổi theo rồi, đúng không? Rồi giờ chúng ta sẽ làm sao đó bạn. Khi chúng ta xoay, chúng ta muốn cho cái thanh kiếm này bạn, cái thanh kiếm này nó sẽ xoay theo. Thì bạn sẽ làm tương tự như đây, bạn sẽ lít vô cái thanh kiếm này, rồi lít chuột phải như nó, chọn cái gắn xương nó là cái constraint. Rồi cái constraint ha, thì cái constraint này bạn sẽ chọn cho tôi phân loại là parent, cái công dụng là parent nó là cha con. Thực chất các bạn, thực chất nó giống như cái việc mà bạn lôi hai đối tượng này làm con đối tượng kia vậy, vì sử dụng cái tính năng parent này nè, y chang luôn. Rồi thì khi bạn lôi đối tượng này làm con đối tượng kia thì đối tượng làm cha chuyển động như thế nào thì đối tượng con nó sẽ chuyển động theo y chang vậy. Thì cái constraint này là cái parent này y chang luôn bạn. Không tin thì tôi làm thử bạn xem nè. Thì đầu tiên là cái đối tượng con ta chọn là cái kiếm ha, còn đối tượng cha là gì bạn, đối tượng cha là target nè. Thì tôi sử tôi lôi vô đó là cái điểm control, cái điểm control là cổ tay nè, tôi lôi vô đây nó. Thì sau khi bạn lôi xong thì bạn thấy điều gì? Chúng ta đang ràng buộc cái chữ B là vị trí với chữ R là rotate ha. Rồi giờ nó đã ràng buộc các bạn. Không tin giờ tôi chọn điểm control là tôi di chuyển, thấy chưa, nó sẽ di chuyển theo thanh kiếm. Giả sử như đây là cái tay nè, thì cái thanh kiếm tự động nó sẽ đi theo cái tay chúng ta. Hoặc là ví dụ như khi chúng ta xoay cái tay chúng ta xoay thì thanh kiếm nó sẽ theo nó. Bạn thấy dễ chưa? Nó gọi là cái mối quan hệ cha con. Thật ra nó giống như chúng ta gán cho nó cái BSR thôi bạn, BSR vị trí thôi, cái parent này nè. Mà cái parent này khi mà chúng ta làm mặc định chúng ta vừa làm thì cái vị trí của cái thanh kiếm này nó không có trùng với cái điểm control này, không có trùng với cái điểm control dưới đây. Nó là cái sự khác biệt cơ bản thôi. Nhưng mà nếu như bạn nào mà học cái BSR mà nãy tôi mới vừa nói các bạn, BSR nè, mà biết cái vụ mà này nè, lĩnh vô check vô đây thì cái vị trí hai cái các bạn nó không có trùng với nhau á, thì nó đồng nghĩa việc là nó giống như chúng ta gắn cái thẻ parent luôn rồi. Đồng nghĩa việc chúng ta gắn cái thẻ parent. Bạn hiểu ý tôi nói ha? Có nghĩa là tôi giải thích thêm lần nữa. Nghĩa là cái BSR với cái parent này thật ra nó giống nhau bạn, nó chỉ khác nhau cái là cái BSR nè. Khi bạn vừa liên kết cái target thì cái target với cái đối tượng gốc của nó, đối tượng mà chúng ta để thẻ, hai cái nó sẽ trùng vị trí nhau. Sẽ trùng vị trí nhau bạn. Bạn muốn nó không trùng á, bạn muốn nó không trùng á thì bạn đánh dấu check vô đây thì hai cái vị trí nó sẽ khác biệt nhau. Đó, còn cái parent này bạn, thì khi bạn lôi vô cái target này thì cái đối tượng mục tiêu với cái đối tượng mà gắn cái thẻ đó thì nó sẽ sao bạn, thì nó sẽ ở nguyên vị trí đó, nó không có thay đổi, nó không có trùng nhau giống như cái BSR mặc định luôn. Còn cái BSR này bạn muốn hai cái nó không trùng nhau, bạn bắt buộc bạn phải mở rộng cái này, bạn phải đánh dấu check vô đây. Còn nếu bạn đánh dấu check vô đây thì cái BSR với cái parent đó, hai cái thẻ nó giống như trang nhau ạ, nó sẽ không có thay đổi vị trí nhưng mà nó có ràng buộc với nhau đó. Ok ha, nên tôi cố tình để hai cái này nó thành chung một cái nhóm nè, cho bạn thấy là thật ra tính năng nó tương tự nhau thôi. Cái BSR này bạn muốn nó giống cái parent á, bạn chỉ cần đánh dấu check vô đây nè, đánh dấu check vô đây nó, thì hai cái nó giống nhau rồi. Ok ha, bạn hiểu được ha. Vậy là ta sẽ kết thúc video này đi. Video này video đầu tiên nên nó hơi dài dòng tí. Rồi cái parent đây thì nó sẽ ràng buộc BSR, bạn muốn ràng buộc cái gì đó thì bạn đánh dấu check vô đây, còn không bạn bỏ đánh dấu check. Còn những cái kia thì nó y chang thôi bạn ha, y chang thôi đó. Thì cái thanh kiếm là nó đang bị ràng buộc bởi cái đối tượng cha target này là cái control cổ tay này nó, thì nên chúng ta thay đổi cái cổ tay này ở vị trí bất kỳ thì cái thanh kiếm di chuyển theo, chúng ta xây đâu thì cái thanh kiếm cũng sẽ xây theo nó. Ok ha, hình dung được ha. Rồi BSR thường chúng ta sẽ làm cho xương bụng, xương ngực, xương đầu, làm cho cái điểm control á. Còn cái parent này thường chúng ta sẽ làm cho cái đối tượng là vũ khí, tay kiếm, thanh kiếm là cái khiên gì đó. Ok ha, video sau ta sẽ tiếp những cái constraint tính năng khác. Rồi ta kết thúc đi. Rồi Tú Phan đã dẫn bạn cho trang web là fankintu.com. Hẹn gặp lại các bạn.